Chào anh chị và bạn trở lại với chuyên ống xe hơi Mitsubishi Attra. Đây là phiên bản đã được lắp phụ kiện rồi, đây là bản tự động nhé. Bên em lắp chuẩn bị bàn giao khách hàng rồi. Hiện nay thì giá xe trong tháng này của Attra đang khá tốt. Bọn em vẫn bán với 3 phiên bản chính, số sàn này, số tự động Eco và CVT đấy, và số tự động Premium. Bản số sàn thì là 380 triệu. Hiện nay đang được khuyến mại là 50% lệ phí trước bạ, tương đương vào khoảng 19 triệu và cộng một camera lùi. Với phiên bản 1.5 CVT bản giữa thì bên em cũng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và một ăng ten vây cá. Đây, như này ạ. Còn bản full như này thì bên em giảm đâu đó vào khoảng 24 triệu. 24-25 triệu cho anh chị mà cũng tặng một vây cá nhé. Giá trên thì nếu mà anh chị có nhu cầu chốt và thiện chí mua xe có thể liên hệ trực tiếp qua bên em, chúng ta có cái giá nó hợp lý hơn nhé. Giá này mình tham khảo trong đầu tháng, giá tháng 3 này. Nếu mà như vậy thì lăn bánh mẫu xe này thật sự rất là rẻ, chỉ loanh quanh vào khoảng dưới 500 triệu. Còn phiên bản cao cấp nhất thì chúng ta chỉ nhô 500 một chút thôi, mà xe gần như là một xe B trừ. Cá nhân em vẫn nói là xe này xe B trừ thôi. Cam lùi, cam hành trình, xe này thì bên em đã lắp đầy đủ rồi. Với anh chị vay mua trả góp thì hiện nay thì cũng có khá nhiều ngân hàng hạ lãi suất rồi. Tốt nhất thì mình vẫn nên tham khảo là Shinhan Bank nhé. Hiện nay thì có khoảng 4 đến 5 gói vay của Shinhan Bank. Tuy nhiên chúng ta nên lựa chọn gói vay cố định thời gian 5 năm. 9,19% lãi suất trong 6 tháng đầu và khoảng 10,4% trong 4 tháng tiếp theo. Cụ thể về hồ sơ giấy tờ hay là chứng tài chính cần chuẩn bị như nào thì mình vui lòng liên hệ trực tiếp qua bên em nhé để được tư vấn thêm. Mẫu xe này thì anh chị mua đi gia đình hay là mua đi kết hợp trợ dịch vụ rất là ok. Trả trước đâu đó khoảng 20% giá trị xe cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm chắc là chỉ khoảng 200 triệu là mình thoải mái xe đi rồi, mà trả nợ thì cũng không quá gắt so với thời điểm trước đâu. Cũng là một lựa chọn rất hợp lý. Mình có nhu cầu alo trực tiếp qua bên em để được tư vấn thêm nhé. Giá xe Attra tại Mitsubishi Bắc Ninh tháng 3, mình ở Bắc Giang hay một số tỉnh lân cận thì cũng có thể cân nhắc trao đổi mua, vì thật sự là giá với Bắc Ninh như bọn em quay cũng khá là tốt rồi.